Hello anh em, hôm nay thì máy hàn gia xích mini ARC202 mini đã về hàng và có hộp nhá. Đó thì máy hàn này là dành cho những anh em mà thợ chuyên nghiệp dùng que 2,5 ly và gia đình vân vân thì đẳng cấp nhá. Đó thì cái chương trình hôm nay á thì về hơn 50 con thôi, nhưng mà mình bán nay rai cũng hết gần hết rồi, còn có 30 con. Hôm nay cũng là ngày 30 tháng 9 năm 2023 anh em ha. Đó thì mình lên cái chương trình mà máy hàn gia xích ARC202 mini có hộp đựng nhá. Và đi kèm có phụ kiện đầy đủ cho anh em mình. Đây là đang test đũa hàn 3,2 ly này. Đấy anh em thấy không? 3,2 ly nó kéo cực kỳ ngọt luôn. Đó, 3,2 ly nhá, cực kỳ ngọt luôn này. Đó đang kéo đũa 3,2 ly. Trên sắt dày chữ Y nhá. Trên sắt dày chữ Y 3,2 ly đẳng cấp luôn. Đó, một con máy hàn phải nói là tuyệt vời luôn. 3,2 ly kéo phà ha. Đó, thì bây giờ á là cái chương trình cực kỳ tốt trong video này, là video mà cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Rất là mong được tất cả cô chú anh chị mình ủng hộ cho mình một like, một share, cũng như là hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái clip máy hàn của bên mình đang về hàng ha. Đó, 3,2 ly, 2,5 ly là kéo cả ngày cho em luôn. Đây là một trong những cái máy gia xích ha. Dòng này thì anh em mình biết rằng là nó có cái đồng hồ LED hiển thị này, có một nút chỉnh nguồn này. Đây. Đó. Máy này thì phải nói là chuyên xài que 2,5 ly, còn 3,2 ly thì mình có thể chấm bong hoặc là mình có thể kéo tầm 5 đến 7 que là ok. Đây là kéo đũa 3,2 ly này, rất là ngọt ngào, que thứ hai. Đó thì cái clip này là phải nói là tuyệt vời và xuất sắc này. Anh em cũng thấy là máy hàn là bên mình là kênh máy hàn là phải nói là rất là nhiều rồi ha. Mình đã từng bán rất là nhiều dòng máy hàn. Rất là nhiều dòng máy hàn nha anh em nhá. Đó. Rất là nhiều dòng máy hàn luôn rồi. Thì clip này là clip phải nói rằng là máy hàn hộp này là rất là hiếm nhá. Đấy, cực kỳ hiếm luôn. Xin chào anh em. Chào anh em cho một like, một đăng ký kênh để cập nhật những video máy hàn mà mình up lên. Rất là mong được tất cả anh em ủng hộ mình trong những cái video vừa rồi là rất là nhiều. Và hôm nay là như vậy là lại là thêm một cái video máy hàn ARC202 mini ha. Máy này thì nó là chuyên dùng cho như vậy là gia đình này, thầy này, thuyền thợ này ha. Máy có trọng lượng là 2 kg anh em ha. Đây anh em thấy đây là thông số kỹ thuật của nhà máy họ đưa ra. Dùng que 2,5 ly ha. Đó, từ 1,6 ly đến 3,2 ly. Đây là thông số kỹ thuật của nhà máy họ đưa ra. Đây, máy hàn gia xích Nhật nhá. Đó, có hộp đựng này. Về cái phần hộp thì mình cũng thấy là khá là chắc chắn nhá ha. Quá đã anh em, một cái hộp đựng như thế này. Và máy thì sẽ đi kèm có những cái phụ kiện này. Đây. Đây đây, mặt nạ hàn nhá. Đây mặt nạ hàn mình lên đây, mặt nạ hàn đây. Đó, một sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, một bộ một cái búa gọt xỉ này. Ha. Một cái búa gọt xỉ này. Một bộ dây. Dây mát của nó là chỉ có 1 mét thôi. Đấy. Dây hàn của nó là 2 mét. 2 mét ha. Rồi. Là những cái linh kiện, những cái phụ kiện đi kèm cho con máy hàn gia xích. Đây là một trong những cái mẫu máy hàn mà phải nói rằng là đẹp và xuất sắc luôn. Đây là ARC202 mini này. Đó, đồng hồ hiển thị này để điều chỉnh dòng nguồn này. Đó, gia xích nhá. Đây. Đó, trên này nó có tay nắm này, thiết kế cho mình là dây nguồn của nó cũng khá là dày này. Rồi, công tắc này. Thế này. Máy này thì dành que 2,5 ly cho anh em. Những cái mà anh em nào mà xài gia đình ấy, xài que 2,5 ly này. Xài que 3,2 ly này, bảo hành máy là 2 năm ha. 2 năm giá có 830 ngàn thôi. Một con máy này có 830 ngàn anh em. Anh em mua về hàn, anh em thích hàn cái gì em hàn. Hàn chuồng bò, hàn chuồng gà, hàn chuồng chó, hàn chuồng lợn ha. Hàn xe cút kít, nói chung là hàn vân vân, hàn tất cả các cái loại hàn. Đó, làm cửa làm nhà cuối năm mình là tự làm luôn. Đấy. Với giá là 830 ngàn. Nhá, 830 ngàn. Bây giờ thì mình kiểm tra cái mối hàn này anh em này. Đây. Mình lấy cái búa gọt xỉ của nó luôn này. Ai. Thì mối hàn là 2,5 ly, 3,2 ly này. Từ nãy là mình hàn luôn, mình vừa là quảng cáo và mình vừa hàn luôn. Đây. Đây anh em thấy không? Mối hàn này. Đây. Đây, mối hàn với độ ngấu của nó anh em. Nhá. Đây về cái độ ngấu của nó này. Đây anh em thấy không? Về cái độ ngấu này. Đó, độ ngấu này. Cực kỳ ngấu luôn. Sáng bóng luôn. Đó. Nha. Bây giờ thì mình hàn cho anh em mình quả với hàn 3,2 ly nữa này. Này 3,2 ly đây. Đấy anh em. Đấy, mình hàn cho em quả 3,2 ly này. Đấy, cho em mình quả 3,2 ly này.
Đây, cái máy này nó bỏ vào nó ăn nha anh em. Đấy, bỏ vào là nó ăn này. À, bỏ vào là nó ăn. Nó khỏe lắm. Này, nó này, cho này, này. Anh em đây này, đây cho nó hàn này. Đấy, cho nó chạy tự động này anh em thấy không? Đó nó chạy nó hàn tự động vậy đó. Máy này là máy công nghệ mới, nó hàn tự động luôn. Anh em thấy không? Đó. Cứ để vậy là nó hàn anh em. Thấy nó đã không này? Anh em cứ để que hàn là nó hàn này, thấy không? Đó, nó hàn tự động nó hàn đấy. Quá đạt luôn này. Đó, tự động nó hàn này. Đó anh em thấy không? Mình không cần hàn luôn. Con máy này mình không cần hàn luôn, tự động nó hàn này. Đấy, nó đã không? Đó, nó kéo 32, nó kéo phò hà luôn. Đó, thì khi mà anh em mình cứ mua hàng về là anh em mình cứ test như mình vậy đó, cứ để tự động nó hàn nhá. Đó, một con máy hàn là nó đẳng cấp đến cỡ này luôn. Đó, nó hàn đã không? Anh em thấy nó hàn đã không? Này, cứ chạm vào là nó hàn rồi. Đó ha. Đó. Nói chung là nó đã lắm, nghe cái tiếng nó đã lắm, thật sự luôn. Đó ha. Giá có 830.000 bạc. Bao ship cho anh em tận nhà luôn. Đó, nó tự động nó hàn đấy, máy hàn là cứ tự động để về nó hàn đó ha. Thấy nó hàn đã không? Đấy, thì khi mà anh em nhận hàng á là anh em cứ để về cho nó hàn. Khi nào mà ok á thì anh em mình thanh toán tiền cho bên ship hàng nha. Thấy chưa? Đó, nó tự động nó hàn được chưa? Nó khoái nó hàn không? Đó, cứ 32 để nó kéo vào phà vậy, nó tự động nó hàn vậy đó. Đó. Khi nào hết que thôi nhá, hết que là nó không hàn được đâu. Chắc chắn là hết que là nó không hàn được. Đó, nó hết que rồi đó ha. Đó. Giá con này có 830.000. 830.000 này. Đây này, hỗ trợ anh em cái kính hàn này. Đây. Đấy là cái nón hàn cao cấp của bên em mình này. Đấy, nó có gập lên gập xuống này anh em. Đó, gập lên gập xuống này. Đó, anh em mà mua thêm mình tính còn 100.000 nữa là 930. Nhá. 100.000 cái nón hàn này là 930.000 ha. Rồi, anh em mà không lấy nón hàn nó lằng ngoằng nó to quá thì lấy cái kính hàn điện tử. Đấy, 50.000 là như vậy là kính hàn là mình hỗ trợ 50.000 thôi, là 880.000. Còn nếu anh em nào mà không có lấy kính hàn, không có lấy nón hàn thì giá là 830.000 anh em. Đó thì quá đã, thật sự là quá đã. Bảo hành máy tới 2 năm lại. Cam kết cho mình là máy là ruột đồng và chất lượng và chuyên que hàn là như vậy là 26 và 32 với giá 830.000 anh em ha. Cảm ơn anh em. Hôm nay video cuối là tháng 9 rồi, đầu tháng 10. Rất là mong được anh em ủng hộ mình, cũng như là hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình cập nhật những video mà mình sẽ up lên hàng ngày ha. Bây giờ thì cuối tháng rồi, mình sẽ chào tháng 9 và như vậy là đón chào tháng 10 ha. Và cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video ha. Và anh em nào có nhu cầu thì hãy nhấc máy, hãy alo hai số hotline ở trên màn hình để được tư vấn miễn phí và được miễn phí ship về dòng máy hàn gia xích hộp này ha. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha.